Hello, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì cũng gần tới Tết Trung Thu rồi nên mình sẽ làm cái món bánh pía. Thì hôm nay mình làm bánh pía chay. Thì mình chuẩn bị đây là 200g bột mì số 8. Các bạn có thể dùng bột mì đa dụng. Thì mình dùng cái loại bột mì số 8 này, cái bánh của mình nó sẽ có cái độ mềm dẻo ngon hơn. Một chén dung. Rồi tiếp tục là 100g đường. Thì cái phần đường này mình thấy cái bánh cũng ngon rồi. 40g dầu ăn, một chút xíu muối, và đây là 40ml nước lọc bình thường nha các bạn. Rồi mình cho hết 200g bột mì vô trong cái thau lớn nè. Thì mình lường là một chén dung á, 100g đường, không tới nửa chén đường, chút xíu muối cho nó đậm đà nha các bạn. Rồi mình sẽ trộn đều cái phần đường bột lại. Phần này nếu như các bạn kỹ hơn thì mình cho đường mình hòa chung với nước cho nó tan đường rồi mình hãy cho vô bột. Vậy thì bột của mình nó nhanh thấm và nó nhanh tan đường hơn. Còn đây thì mình trộn đều rồi mình cho nước vô sau. Rồi các bạn cho hết cái phần nước vô. 40ml nước này thì đối với cái loại bột của mình đang dùng, tùy theo cái nước, cái lượng nước và cái bột á, nó sẽ hút nước khác nhau á. Bột cũ, bột mới á các bạn. Thì mình cho hết phần dầu ăn vô, rồi mình nhồi bột, trộn đều. Thì một chút nữa mình sẽ canh bột cho các bạn xem, coi cái lượng nước của các bạn dùng có vừa chưa. Mình trộn cho thật là đều. Rồi bây giờ mình sẽ bóp phần bột này. Bóp bột để cho bột của mình nó nhanh thấm, cũng như là cho nó đều, coi cái phần nước nó vừa chưa ha. Mình bóp mình cảm thấy nó cũng mềm mịn rồi nè các bạn. Đây, bột của mình nó tạo thành một khối vậy nè. Và mình gờ vô mình cảm thấy nó nhìn nó mịn tay, nó dẻo dẻo mịn mịn, nó không có bị khô. Như vậy là được ha. Nếu khô quá các bạn cho chiết nước nữa. Rồi mình sẽ đậy lại. Mình sẽ để đây khoảng 30 phút cho bột nó nở hoàn toàn. Trong lúc đó thì mình chuẩn bị nhân. Đây là cái phần nhân đậu xanh, 300g nhân. Thì hôm trước mình đã làm cái phần nhân rồi. Các bạn có thể vào phần mô tả để xem thêm cái phần nhân đậu xanh ha. Rồi mình dùng thêm 50g mứt bí. Mứt bí này là người ta cắt sẵn á. Thì mứt bí cho vô cái nhân đậu xanh á, nó có cái độ béo thơm ngon hơn. Nếu các bạn không thích mứt bí thì mình có thể dùng cái loại mứt khác, mứt sen chẳng hạn. Rồi mình xào cho nó nóng lên là được rồi. Mình để trong tủ lạnh ngăn mát á các bạn. Mình chỉ cần cho nó nóng lên là nhân của mình nó tan ra là được rồi. Rồi mình chuẩn bị tới phần bột dầu. Thì mình dùng đây là 50g bột mì, 50g bột năng. Bột năng hoặc là bột bắp đều được. Mình dùng tỷ lệ là 1:1 á. Và 40g dầu ăn. Rồi cho hết 50g bột mì vô. Thì mỗi một muỗng dung mình lường vậy là 20g nè. Rồi tiếp tục bột năng cũng vậy luôn. Bột năng sẽ giúp cho cái bánh của mình nó, cái vỏ bánh nó mềm, nó ngon. Các bạn dùng hoàn toàn bằng bột mì không cũng được, nhưng mà cái bánh của mình nó sẽ hơi cứng hơn. Trộn đều rồi mình sẽ cho hết cái phần dầu ăn vô. Rồi mình trộn đều hết cái phần bột dầu này các bạn. Nó phải có cái độ mịn vậy nè, không có khô quá. Nhân thì nguội rồi, mình sẽ chia ra làm 10 phần. Mỗi một viên vậy là khoảng 35g nhân. Thì nãy mình dùng 300 nhân 50g mứt bí. Mình chia ra 35g trên một viên. Rồi cái bột nãy giờ mình ủ được hơn nửa tiếng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Bây giờ mình xào vô không dính tay nữa. Bột rất là mịn luôn. Gắt chút xíu bột khô để mình chống dính. Rồi mình sẽ bóp cho cái phần bột của mình nó mịn hơn chút xíu. Các bạn lắc lắc vậy nè. Gập bột lại. Mình sẽ xoay xe cho nó dài ra. Không cần nhồi kỹ, mình chỉ cần nhồi sơ thôi. Bột của mình rất là mịn luôn.
Bây giờ mình sẽ chia cái khối bột này ra làm 10 phần luôn. Thì mỗi một phần bột thì khoảng chừng tương đương khoảng 35 gram á. Mình chia cân cho nó đều, hoặc không cân thì các bạn chia cho 10 cục là được à. Bột dầu cũng vậy luôn, mình cũng đem ra, mình nhồi sơ cái, không cần nhồi kỹ, các bạn chỉ cần bóp sơ thôi. Bột dầu phải mịn, không có bị khô. Các bạn cũng chia ra làm 10 phần. Rồi mình sẽ để qua bên, do cho nó tròn tròn. Phủ bột cho không có bị khô cái phần bột. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái phần bột áo mình lấy trước, các bạn đè dẹp xuống. Thì bột áo mình sẽ bao phủ cái lớp bột áo ở ngoài. Rồi mình hãy cho cái phần bột dầu vô. Bột dầu sẽ tạo cho cái bánh của mình nó được có nhiều lớp á. Cái bánh mà muốn tách lớp được hay không là nhờ cái bột dầu nha các bạn. Và mình phải túm cho thật là kỹ, không có cho cái phần bột dầu này nó lòi ra ngoài á. Nó xì ra ngoài á là cái phần bột của mình nó bị chốc lên á. Rồi mình sẽ cán dẹp ra, cán cho nó mỏng ra. Cán bột mỏng rồi thì các bạn gập nó lại. Mình sẽ gập lại làm 3. Rồi đè xuống, mình lật bề lại, mình cán thêm một lần nữa. Như vậy là cái bánh của mình nó cũng ra được khoảng 6-7 lớp luôn á các bạn. Nếu các bạn thích lớp nhiều hơn á, khi mà mình cán dẹp xong rồi mình cuốn bột lại, mình cuộn lại, nó ra nhiều lớp lắm. Còn vậy thì nó cũng có nhiều lớp rồi. Rồi mình sẽ để qua một bên, mình chỉ gập bột 2 lần thôi. Các bạn đừng có gập nhiều quá nó bị chốc cái lớp dầu. Rồi tiếp tục mình cán tiếp những cái phần bột còn lại. Và mình cũng gập lại. Bột xong hết rồi. Bây giờ mình chuẩn bị thêm 2 giọt màu đỏ để mình làm trang trí thêm cái phần bánh cho nó đẹp. Cho vô đây chút xíu nước. Rồi mình để qua một bên, mình làm bánh chút nữa cái mình in cái màu lên cho nó nhanh khô ha các bạn. Dùng miếng giấy hoặc là cái miếng bông thấm á, cho nó thấm, mình để đây. Rồi lấy cái phần bột hồi nãy ra nè. Bột các bạn nhớ mình làm xong là mình phủ lại liền, không thôi nó bị khô lặng chút cái bánh của mình ra nó khô, nó không có cái độ mềm ngon ha. Cán ra cho nó mỏng ra để mình gói nhân cho nó dễ. Rồi mình cán xong rồi nè. Cái bột của mình coi cái bề nào láng thì mình để nó bên ngoài. Rồi cho nhân lên. Thì đối với cái bánh chai này á, thì mình làm cái nhân nó nhỏ, các bạn không có làm lớn. Nếu mà làm lớn quá thì dễ bị ngán lắm, tại vì bánh chai không có trứng á, nên mình cho cái lượng nhân cũng ít à. Túm nó lại rồi mình do cho nó tròn tròn. Rồi mình dùng đây là cái miếng giấy nướng. Nếu các bạn không có giấy nướng thì thôi, mình để trực tiếp lên cái chảo luôn. Làm cái nào thì mình sẽ in màu cái đó ha. Mình dùng cái khuôn của cái bánh trung thu nè, mình in nó lên. Ra được cái hoa văn như mình thích rồi thì mình sẽ làm tiếp những cái bánh còn lại. Làm xong mình chất vô trong chảo luôn. Mỗi một lần thì mình nướng 5 cái ha, mình chia ra làm 2 chảo. Rồi, cái bánh muốn cho nó dẹp hơn, các bạn ấn nhẹ xuống một chút. Mình làm xong hết, mình hãy ấn xuống. Ấn dẹp xuống, và đây là màu dầu điều. Mình quét lên trên cái bánh. Vì đây là bánh chai nên mình phải quét màu dầu điều. Nếu như bánh mặn thì các bạn quét trứng. Màu dầu điều hoặc là màu gấc. Dầu gấc á. Rồi mình bật bếp. Bếp ga thì mình cố gắng chỉnh cái nhỏ nhất luôn. Rồi mình để đậy nắp lại mình nướng. Nếu như bếp điện chính số, các bạn để số 2 là vừa.
Mình sẽ nướng khoảng 20 phút và trong lúc nướng thì các bạn nhớ xoay cái chảo. Khoảng chừng 2-3 phút là mình xoay chảo một lần, tại vì bếp ga cái lửa nó chỉ cháy chính giữa thôi các bạn. Bây giờ mình nướng được 20 phút rồi, mình sẽ kiểm tra cái bánh của mình nó vàng chưa. Cái bánh bây giờ nó mềm ra các bạn. Nó có cái độ mềm và nó hơi nở hơn so với ban đầu. Bây giờ các bạn sẽ trở bề nó nè. Coi cái bộ bánh của mình vàng rất là ngon rồi nè. Cái phần ở dưới đáy bánh đó, nó vàng và xung quanh bánh thì nó nở và nó có cái màu hơi đục hơn. Bánh của mình cũng chín rồi đó các bạn. Bây giờ mình trở bề lại, mình nướng thêm cái mặt dưới nữa. Rồi đậy nắp lại, các bạn nướng tiếp. Sau 10 phút mình nướng thêm cái mặt dưới nữa thì mình kiểm tra. Thì tổng cộng nãy giờ mình nướng cái bánh này khoảng nửa tiếng rồi đó. 30 phút với cái lửa thiệt là nhỏ luôn và xoay chảo. Bánh của mình vàng ngon rồi nè. Giờ mình tắt bếp luôn. Gắp bánh ra. Tuy là nướng bằng chảo nhưng mà mình chỉnh đó các bạn, nên cái bánh của mình nó có cái độ vàng ngon giống y hệt như mình nướng bằng lò luôn. Và cái phần bánh nó có cái màu hơi đục hơn, xung quanh bánh thì nó nở đều. Đây nhìn cái bánh rất là ngon. Ra mình đã nướng xong hết 2 chảo 10 cái bánh rồi các bạn. Đây những cái bánh của mình nè, bây giờ nó vẫn còn nóng tay, ấm ấm tay á. Thì bây giờ mình sẽ chẻ ra cho các bạn xem. Đây cái bánh của mình nè các bạn, còn nóng nhưng mà nó có tách lớp được rồi nè. Nhìn ngon rồi nè. Cái bánh này các bạn để qua ngày mai thì những cái lớp nó tự tách ra luôn á. Đây cũng rất là nhiều lớp ha. Mình để khoảng 2-3 ngày á, cái bánh của mình nó dẻo ngon lắm luôn. Bánh còn nóng mà nó mềm ngon vậy rồi nè. Bánh béo ngon, có cái độ ngọt rất là vừa, cái phần bột thì mềm. Ngon lắm rồi nè các bạn. Làm cái bánh chay nhưng mà ăn không hề thua bánh mặn luôn. Và nếu các bạn có cái thích cái phần nhân nhiều hơn thì mình tăng thêm cái nhân ha. Chúc các bạn có bánh bía chay ăn thật là ngon miệng và vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giúp mình được 100.000 lượt đăng ký nha các bạn. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.